Quynh phải dùng cả hai cây kiếm của hai chúng ta cộng lại mới giết được Nhật Tinh. Đừng đi, đừng. Được hồn phách của em trai báo mộng, Tài đã tìm đến được hang ổ Nhật Tinh, quyết đấu và giành chiến thắng. Nhưng Chàng Tinh chưa chết hẳn, dạ. Hắn đã quá thành một ông lão, cậu ơi, tìm cậu. Tài để trả thù. Dạ. Vừa mệt vừa đói bụng quá, cậu có thể cho tôi nghỉ nhờ một đêm được không? Lần này Tài sẽ đối phó với quái thú ra sao, và hai anh em có được gặp lại hay không? Mời quý khán giả đón xem Thế Giới Cổ Tích với phần cuối của câu chuyện Mưu Trí Diệt Chằng, phát sóng vào 20 giờ Chủ Nhật ngày 7 tháng 4 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.